Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 2 tây tháng 5 tăng liền 4 tháng, rộng cửa cán mốc tỷ USD. Giá tiêu hôm nay ngày 2 tây tháng 5 trong khoảng 97.500 đồng đến 98.500 đồng một ký. Năm ngoái nhu cầu tăng đột biến giúp lượng tiêu xuất khẩu tăng mạnh, nhưng kết thúc năm 2023, mục tiêu xuất khẩu tỷ USD lại lỡ hẹn. Năm nay mới trải qua 1/3 thời gian nhưng kim ngạch đã đạt trên 350 triệu USD. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 98.500 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 97.500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 97.500 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 97.500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 98.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 98.500 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lembong Indonesia chốt tại 4.703 USD trên tấn. Giá tiêu đen Rajin Ekta 570 ở mức 4.700 USD trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia Ekta giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng muôn tóc 6.232 USD trên tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ETA vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.200 USD trên tấn với loại 500 g trên lít. Loại 550 g trên lít ở mức 4.300 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 6.000 USD trên tấn. IBC giữ nguyên giá tiêu các nước so với cuối tháng trước. Tổng cục Thống kê vừa thông tin, lượng hồ tiêu xuất khẩu trong tháng 4 2024 của Việt Nam tiếp tục tăng và ở mức cao nhất trong 11 tháng qua, đạt 27.000 tấn, với kim ngạch hơn 117 triệu USD, tăng 4,2% về lượng và tăng 5,1% về kim ngạch so với tháng trước, tăng 2,2% về lượng và tăng 40,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tiêu đạt 83.783 tấn với kim ngạch hơn 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, giá tiêu xuất khẩu bình quân tháng 4 2024 tăng tháng thứ tư liên tiếp, đạt 4.342 USD trên tấn, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung, trong 4 tháng đầu năm 2024, giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.214 USD trên tấn, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thời điểm này năm ngoái, nhu cầu tăng đột biến từ thị trường Trung Quốc sau COVID-19 giúp lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng mạnh. Nhưng kết thúc năm 2023, giá xuống thấp khiến mục tiêu xuất khẩu tỷ USD lại lỡ hẹn. Năm nay mới trải qua 1/3 thời gian của năm 2024, nhưng kim ngạch đã đạt trên 350 triệu USD. Dự báo thời gian tới, giá tiếp tục tăng sẽ giúp ngành hàng hồ tiêu cán mốc 1 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay. Dù Trung Quốc giảm mua mạnh, nhưng nhờ nguồn cung thấp và đa dạng thị trường xuất khẩu, giúp hồ tiêu Việt Nam sáng cửa đạt được mục tiêu trên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để có những thông tin mới nhất.